Trong trận đấu đầu tiên này thì câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo đỏ, quần trắng, tất đỏ ở bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì đội khách BK Bình Dương trong trang phục toàn xanh ở phần sân bên phía tay phải. Trận đấu đã bắt đầu. Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng đã lên tới 60% nghiêng về phía đội chủ nhà. Nguy hiểm. Lỗi thuộc về Tuấn Cảnh. Duy Sơn, Đỗ Văn Thuận. Khá hay. Có việt vị mất rồi. Ở góc xa quan sát này chúng ta có thể thấy bóng được của trọng tài biên đã phất cờ. Những tình huống phá bẫy việt vị khá hay. Đây là một tình huống khó và có cảm giác như Ngô Tùng Quốc chưa việt vị. Không phải, đó là quả phá góc thứ 3 của BK Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Hồ Tấn Tài không được, vẫn còn. Có vẻ như Tiến Linh đã rơi vào thế việt vị. Một tình huống mà Tiến Linh cũng đã có pha phản ứng và xử lý rất nhanh. Đó là một pha xử lý chưa thực sự chính xác của các trợ lý trọng tài. Tiến Linh chưa việt vị trong pha bóng vừa rồi. Arian không được. Số lượng cầu thủ phòng ngự bên phía BK Bình Dương vẫn đông hơn. Khá hay. Cánh phải rất thoáng. Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ sẽ tìm Tiến Linh. Rất khéo. Không vào. Bóng đi trúng vượt dọc. Một pha xử lý táo bạo của Tô Văn Vũ và suýt nữa thì thành công. Tô Văn Vũ đã rất tiếc nuối với pha bóng vừa rồi. Có thể nói đây chính là cơ hội rõ rệt nhất của cả hai đội trong những phút đã qua của hiệp đấu này. Một tình huống xử lý rất hay của Tô Văn Vũ. Nó phần nào giống với pha xử lý của Hồ Tuấn Tài của Sông Lam Nghệ An. Cũng là một tình huống tương tự, một tình huống quạt bóng rất hay. Đây là các cầu thủ dự bị bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, có Công Phượng, có Lê Văn Sơn, có Thanh Bình, có Quang Nam. Không phải đội bóng nào cũng có những thiết bị này và không phải đội bóng nào cũng sử dụng nó một cách đều đặn như bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đình Khương đá từ rất xa nhưng đi rất không chính xác. Pha bóng hiếm hoi mà Đình Khương đã dâng cao và thực hiện pha dứt điểm từ xa. Công Phượng vào sân và thay cho Vũ Anh Tuấn. Anh Tuấn 33 tuổi và trận đấu này anh cũng đã thi đấu rất cố gắng và nỗ lực ở vùng giữa sân. Rất có thể sẽ là một sơ đồ tấn công của thủ. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Công Phượng, anh mang về cho đội bóng của mình một quả phạt góc. Đấy là khá ổn, rất nhanh. Vi Sơn nguy hiểm, không được. Rất tiếc với pha dứt điểm của Arian Rodriguez. Vi Sơn đã tạt bóng như đặt vào đầu của Arian nhưng rất tiếc là số 77 dứt điểm không thành công. Một quả tạt quá tốt của số 10, gần như là loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của BK Bình Dương và đặt Arian Rodriguez vào thế vô cùng thuận lợi. Văn Thuận, Vi Sơn rất nhịp nhàng. Công Phượng, Công Phượng khá hay. Văn Thuận tuyến 2 không có ai. Văn Thuận đã quan sát rất kỹ nhưng tuyến 2 không có ai và số 14 đã quyết định quay người dứt điểm cách bất ngờ. Nhưng cú đá vẫn chưa đủ khó để có thể hạ gục được Đức Cường. Nếu như có ai đó ở tuyến 2 hoặc băng lên ở phía cánh phải thì sẽ là rất thuận lợi với những tình huống trả ngược của Văn Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh đã có hai tình huống dứt điểm trúng đích. Nguy hiểm, thua đấy. Không vào. Lần này thì Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cứu thua cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống phản công chớp nhoáng của BK Bình Dương. Trần Hoàng Phương đã có một tình huống chọc khe tốt cho Touré. Touré cũng đã tạo ra được lợi thế của mình nhưng pha dứt điểm thì quá lành. Hai đội đang thi đấu đôi công, đôi công qua lại với nhau rất hay. Touré không việt vị, bên trong là Tiến Linh. Tiến Linh không được. Cú
không hiểu vì sao Thiên Linh có thể dứt điểm ra ngoài trong pha bóng vừa rồi. Rất tiếc, rất tiếc. Một mình Thiên Linh với khung thành trống. Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm đầu tiên của Touré. Có vẻ như là Touré cũng đã rơi vào thế bị trong tình huống này nhưng không có tín hiệu nào được đưa ra. Bùi Tiến Dũng đã cố gắng hết sức để có thể cản phá được cú đá đầu tiên của Touré. Và sau đó thì bóng đã đến chân Tiến Linh ở một vị trí tương đối thuận lợi. Nhưng Tiến Linh đã đệm lòng vọt xa. Bên Trung Đại Dương đi giày màu hồng, còn Touré thì đi giày màu đen. Nghiêm! Tuyệt vời! Siêu phẩm đã xuất hiện trên sân Đồng Thống Nhất và đó là bàn thắng của Trần Hoàng Phương. Tuyệt vời! Đây là một bàn thắng thực sự là hiếm của bóng đá Việt Nam và V-League. Bàn thắng tuyệt vời của Trần Hoàng Phương, một cú ra chân rất hay, một cú đá theo kiểu Ronaldo, pha duỗi mù cực kỳ căng, bóng đi cắm thẳng vào góc cao khung thành của Bùi Tiến Dũng. Cú đá phải lên tới 30m. Chúng ta hãy xem kỹ thuật rất giống với những cú đá của Ronaldo. Duỗi mù hết sức và dùng lực tác dụng mạnh vào 1/3 phía dưới của trái bóng, khiến cho bóng đi bay cao nhưng sau đó thì cụp xuống rất nhanh và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Bùi Tiến Dũng. Cú đá Sầm Mộ Đức thực hiện là còn khá gần so với khung thành. Còn cú đá vừa rồi của Hoàng Phương là một trong những cú sút xa có cự ly lớn nhất ở mùa giải năm nay. Nguyễn Trung Đại Dương căng ngang cho Tiến Linh đi. Quá chậm. Cơ hội đã qua đi rồi. Tô Văn Vũ làm gì? Không được. Cú đá đã chạm chân Sầm Ngọc Đức và sau đó thì Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi tập trung. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của các cầu thủ bên trên hàng tấn công của BKB Bình Dương. Đường truyền này của Đại Dương dành cho Tôn Vũ là không tệ, nhưng lẽ ra anh hoàn toàn có thể thực hiện tình huống vẩy bóng ngoài, chuyền bóng đường dưới. Khá hay. Duy Khánh rất hay. Làm gì? Không vào. Duy Khánh quyết định đột phá, cho dù bên trong có tới 4 cầu thủ áo xanh nhưng Duy Khánh lại đột phá và dứt điểm từ góc hẹp. Các cầu thủ tấn công của Bình Dương cũng đã di chuyển không thực sự hợp lý trong pha bóng này. Đây là một tình huống mà lẽ ra Tiến Linh thì nên di chuyển vào trong. Cơ hội cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội cuối cùng của mùa giải. Vị trí thứ 5 hay thứ 6 phụ thuộc vào quả đá phạt này. Không được. Huy Hiệp quả đẹp. Bàn thắng của Quang Nam ghi ở phút thứ bù giờ thứ 4. Và một khoảnh khắc vô cùng quan trọng để giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Và điều này cũng đồng nghĩa là họ sẽ giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Sự không hài lòng của huấn luyện viên Thanh Sơn. Thời gian bù giờ đã bước sang phút bù giờ thứ 4. Đây là niềm vui của các cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Quang Nam, người đã ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Không hề có lỗi. Quang Nam đã thực hiện một pha xử lý xuất sắc, không chế bóng và sau đó là ngả người vẩy má ngoài chân trái một cách điệu nghệ. Đức Cường cũng đã phản xạ cực nhanh nhưng không thể cứu thua được bởi vì khoảng cách dứt điểm là quá gần, chỉ 5m thôi. Pha xử lý mẫu mực của Quang Nam đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có được một điểm quan trọng ở trận đấu này và điều đó đồng nghĩa họ giữ được vị trí thứ 5 của mình trên bảng xếp hạng. Và đây là biểu cảm của Đức Cường, anh đã có một trận đấu tốt trên sân Đồng Thống Nhất dưới sự cổ vũ của một nửa đặc biệt của mình có mặt ở sân ngày hôm nay, người mà chúng ta vừa được nhìn thấy trên màn hình đứng trên khán đài. Bạn thân mến, một trận đấu tưởng chừng như là không có quá nhiều ý nghĩa với cả hai đội nhưng đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Chúng ta cũng đã được chứng kiến hai siêu phẩm trên sân Đồng Thống Nhất với những bàn thắng của Hoàng Phương và Quang Nam. Kết quả cuối cùng dành cho lợi thế cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và với kết quả này thì họ giữ được vị trí thứ 5 của mình trên bảng xếp hạng.